Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bá Hùng Audio. Video clip này em lên sóng Tết nhạc, một combo rất hay và đáng chơi trong dịp Tết này. Combo bao gồm cặp loa Tannoy Sterling TWW đến từ Anh Quốc, một cặp loa được giúp em tuyển chọn hàng đẹp xuất sắc và vân rất là đẹp. Cặp loa này sở hữu một loa bát đồng trục đường kính 25cm thân cao su màng giấy. Và chất âm của Tannoy rất là mềm mại, ngọt ngào, chơi nhạc trữ tình thì rất là hợp. Em sẽ thực hiện phối ghép cùng chiếc âm ly Luxman L509S. Một chiếc âm ly được thiết kế rất là đẹp mắt, sang trọng với vỏ gỗ được sơn bóng piano và hai đèn vu rất là lớn ở chính giữa mặt. Chiếc âm ly này có mức công suất lên tới 160W trên một kênh ở trở kháng 8 ohm, phối ghép tốt nhiều dòng loa và cho ra chất âm rất là chi tiết, sạch sẽ, mềm mại. Và cuối cùng là đầu CD, em sử dụng đầu CD Marang SACD 30N, một chiếc đầu tích hợp DAC và stream nhạc online rất là hay và tiện lợi. DAC của nó có thể giải mã lên tới 32 bit. Hiện tại combo này bên shop em đang có giá là 164 triệu đồng cho cả combo này. Các bác nào yêu thích liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại 0855 263 263. Em sẽ có mức giá ưu đãi tốt nhất dành cho từng sản phẩm. Khi các bác mua hàng thì shop em sẽ có tặng kèm theo dây dẫn và phụ kiện kèm theo đầy đủ để các bác có thể chơi luôn. Sau đây em xin mời các bác cùng đeo tai nghe và thưởng thức một bản nhạc tép trên cấu hình phối ghép này. Con đường buồn
thương.